Con gì đấy? Con bò sữa. Con bò sữa to lớn, lông mềm mại mà màu trắng tinh khôi, đứng uyển chuyển trên đồng cỏ xanh mướt. Ánh nắng mặt trời chiếu lên bộ lông dày, tạo nên hình ảnh hùng vĩ và thanh thoát. Đôi mắt to tròn và đôi sừng cong vút là điểm đặc trưng, thể hiện sức mạnh của loài động vật này. Con gì đấy? Con heo. Con heo nhỏ với bụng tròn trắng, mũi đen hồng đáng yêu, quậy phấn chân đầy năng động trên đồng cỏ. Con gì đấy? Con chó. Con chó với bộ lông mềm mại và mắt sáng, vui vẻ rong ruổi trong sân nhà. Đôi tai đứng dựa, đuôi đuôi vẫy múa, tạo nên hình ảnh đáng yêu và trung thành. Con gì đấy? Con mèo. Con mèo lườm nhìn tinh nghịch từ đôi mắt lấp lánh. Bộ lông mềm mại với sọc đen trắng tinh tế nằm uốn quanh cơ thể linh hoạt. Con gì đấy? Con gà trống. Con gà trống mạnh mẽ, lông nâu óng ánh, đầu cao với lớp lông chói lòa. Mồm to kêu vang, tạo nên không khí hùng tráng và mạnh mẽ. Con gì đấy? Con cá. Con cá koi, mảnh mai, lướt nhẹ dưới nước trong suốt. Vẻ đẹp màu sắc tinh tế, đuôi dài và vảy bóng loáng tạo nên hình ảnh quyến rũ. Con gì đấy? Con trâu. Con trâu với thân hình lớn mạnh, lông dày màu nâu ấm áp, đôi sừng cong vút là điểm đặc trưng. Bước chậm chạp, trâu trang nghiêm trên đồng cỏ xanh. Con gì đấy? Con ếch. Con ếch nhỏ, màu lục bóng, đậm chất quý phái, nổi bật giữa thảm cỏ mềm. Đôi mắt lớn lạc quan, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, tạo nên vẻ đáng yêu. Khi nhảy nhót linh hoạt, cơ thể mềm mại in đậm dấu vết động đậy của tự nhiên. Tiếng kêu ếch vang lên là bản hòa nhạc nhẹ nhàng của thiên nhiên. Con gì đấy? Con khỉ. Con khỉ nhỏ với bộ lông nâu xám mềm mại, đôi mắt thông minh tò mò. Bạn cầm cành cây, chúng nhảy đua vui vẻ trong rừng, thể hiện sự linh hoạt và khéo léo. Tiếng cười khỉ vang lên, tạo nên không khí tràn đầy niềm vui và sự hiếu động. Con gì đấy? Con voi. Con voi khổng lồ với vóc dáng mạnh mẽ và đuôi vòi dài. Da nâu sáng phản ánh ánh nắng mặt trời, tạo nên hình ảnh mạnh mẽ và quý phái.
Con gì đấy? Con voi. Con gì đấy? Con hổ. Con gì đấy? Con vịt. Con gì đấy? Con rùa. Bây giờ chúng ta cùng nhau ôn lại những con vật chúng ta đã vừa học nhé. Con bò sữa, con voi, con khỉ, con hổ, con heo, con mèo, con chó, con trâu, con vịt, con gà trống, con ếch, con cá, con rùa. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Hẹn bé ở những video tiếp theo. Nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh nhé. Ở tập tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về thế giới động vật dưới nước tại kênh Hay Kids Học Cùng Bé. Hẹn gặp lại các bé. Hay Kids Học Cùng Bé, dạy bé khám phá thế giới xung quanh.